Tiểu sử của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Hồng Y người Việt được cả thế giới mến mộ. Kính thưa cộng đoàn, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại giáo xứ Phủ Cam, Tổng giáo phận Huế. Ngài là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em gồm 3 nam và 5 nữ. Thân phụ của ngài là ông cố Tadeo Nguyễn Văn Ấm, mất năm 1993 tại Sydney, nước Úc. Và thân mẫu của ngài là bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, mất năm 2005. Bà cố là em ruột của Đức Tổng giám mục Ferro Martino Ngô Đình Thục và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Đây là một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời, tổ tiên của ngài từng chịu tử đạo vì tuyên xưng đức tin. Trong suốt giai đoạn từ năm 1698 đến năm 1885, từ khi còn nhỏ, cậu bé Nguyễn Văn Thuận được giáo dục đức tin bởi người mẹ gương mẫu. Thân mẫu và bà nội thường kể cho cậu nghe về tổ tiên, các thánh công giáo trong kinh thánh và các vị tử đạo công giáo của Việt Nam. Cậu bé Thuận tin tưởng thánh thể vì quan niệm đây là con đường để con người kết hiệp với Thiên Chúa. Nhờ sự giáo dục tôn giáo từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Văn Thuận có mong muốn đi theo con đường tu trì từ rất sớm. Cuối tháng 8 năm 1940, cậu bé Nguyễn Văn Thuận nhập học vào Tiểu chủng viện An ninh tại Cửa Tùng, Quảng Trị. Nhờ sẵn có văn bằng tiểu học Certificat de Etudes Primaires cũng như có trí nhớ tốt và trình độ song ngữ tiếng Latin, cậu rút ngắn thời gian học từ 8 năm xuống còn 6 năm. Sau khi hoàn tất chương trình Tiểu chủng viện, từ năm 1947, chủng sinh Nguyễn Văn Thuận theo học triết và thần học tại Đại chủng viện Kim Long. Trong thời gian này, ngài có dịp tìm hiểu về linh mục José Ramón Menéndez Brojures và nhận đây là mẫu gương cho đời linh mục của mình. Trong thời gian 3 năm đầu tiên của Đại chủng viện, chủng sinh Nguyễn Văn Thuận mong muốn được trở thành linh mục triều. Nhưng sau đó, nhiều lần ngài suy nghĩ về việc trở thành một linh mục dòng như các linh mục dòng tên hoặc dòng biển Đức. Nhưng cuối cùng ngài tiếp tục ở lại Đại chủng viện, học thần học với bề trên chủng viện là linh mục Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền. Ngày 11 tháng 6 năm 1953, chủng sinh Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam do Đức Cha Dinh Baptiste Rutiati, giám mục đại diện tông tòa địa phận Huế làm chủ phong. Sau khi được phong chức, tân linh mục Nguyễn Văn Thuận được bổ nhiệm làm linh mục phụ tá giáo xứ Tam Tòa tại Đồng Hới, làm phụ tá cho cha Đa Minh Hoàng Văn Tâm. Đây là một giáo xứ quan trọng của địa phận Huế. Cha Đa Minh Hoàng Văn Tâm đã dành nhiều thời gian để hướng dẫn tân linh mục về các tác vụ mục vụ giáo xứ. Trong thời gian làm mục vụ tại giáo xứ Tam Tòa, sức khỏe của cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị giảm sút, ngài bị ho ra máu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho rằng ngài có triệu chứng bệnh lao. Ban đầu ngài được nhập viện Đồng Hới, sau đó chuyển vào Bệnh viện Huế. Tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Saint Paul Sài Gòn tháng 12 năm 1953. Sau khi chẩn đoán cần cắt phổi bên phải, ngài được giới thiệu nhập Bệnh viện Quân đội Fabro vào tháng 4 năm 1954. Các bác sĩ tại đây cho biết sau phẫu thuật, sức khỏe sẽ không hoàn toàn bình phục. Trước khi gây mê vào phòng mổ, cha Nguyễn Văn Thuận được chụp X-quang và kết quả cho thấy phổi của ngài đã hoàn toàn bình phục. Ngài cho rằng đây là phép lạ và ngài luôn cảm tạ Thiên Chúa cũng như Đức Mẹ Maria về phép lạ này. Sau khi hồi phục bệnh tình, 4 ngày sau đó, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trở về Huế. Sau đó, ngài được chuyển đến giáo xứ Francisco Xavier ở Huế làm phụ tá cho linh mục Richard Barbon, tên Việt Nam gọi là Triết. Trong thời gian này, ngài hỗ trợ mục vụ cho linh mục Richard kiêm chức tuyên úy trưởng Jean d'Arc và thường dâng lễ cho các nữ tu dòng Thánh Phaolô tại nhà nguyện của trường học này. Ngài mời các thợ điêu khắc từ giáo xứ Tam Tòa đến để làm thanh giá bằng gỗ trên cung thánh, hỗ trợ giáo xứ bộ đàng thánh giá của gia đình và xây phòng họp cho giáo dân lớn tuổi. Thời ngài làm linh mục phó, tại giáo xứ này có thêm thánh lễ bằng tiếng Việt vào mỗi chiều Chủ nhật. Từ năm 1956 đến năm 1959, cha Nguyễn Văn Thuận được cho đi du học tại phân khoa giáo luật thuộc Đại học Giáo Hoàng Urbaniana ở Roma. Ngài hoàn thành việc học và tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ giáo luật. Trong thời gian du học, ngài có dịp tiếp xúc và sinh hoạt với các phong trào đạo binh Đức Mẹ, hướng đạo, Cursillos, Focolare.
các phong trào này ảnh hưởng đến đường lối hoạt động của ngài sau này. Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng từng viếng thăm Đức Mẹ Lộ Đức vào tháng 8 năm 1957. Và ngài cũng từng cùng với cậu ruột của mình là Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục yết kiến Đức Giáo Hoàng Pio XII. Năm 1960, ngài trở về nước và được cử làm giáo sư tiểu chủng Viện Phú Xuân tại Huế. Đức Giám mục địa phận Huế Urrutia Thi cho biết ngài gửi cha Nguyễn Văn Thuận đi du học là có mục đích do Giáo hội Công giáo Việt Nam cần nhiều linh mục người Việt chuẩn bị để làm lãnh đạo. Đức cha Thi dự định sẽ bổ nhiệm cha Nguyễn Văn Thuận làm giám đốc chủng viện Phú Xuân. Một thời gian ngắn sau đó, Đức cha cho khởi công xây dựng và thành lập tiểu chủng viện Hoan Thiện, đồng thời bổ nhiệm cha Nguyễn Văn Thuận làm giám đốc. Năm 1964, Hội đồng Linh mục bầu chọn cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm tổng đại diện Tổng giáo phận Huế. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang, kế vị Đức Giám mục Paul Raymond Mary Marcel Pique Lợi. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, nhân dịp lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, ngài được tấn phong giám mục tại tiểu chủng viện Hoan Thiện. Nghi thức tấn phong được chủ phong bởi Đức cha Angelo Palmas là không sứ tòa thánh tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và Đức Tổng giám mục Jean Baptiste Urrutia Thi, đại diện Tông tòa địa phận Huế. Khẩu hiệu của tân giám mục là vui mừng và hy vọng, lấy từ tên hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano II. Lúc được tấn phong giám mục, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mới 39 tuổi, là một trong số các giám mục Việt Nam trẻ tuổi được tấn phong trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1975. Ngày 10 tháng 7 năm 1967, tân giám mục Nguyễn Văn Thuận chính thức nhậm chức tại giáo phận Nha Trang. Trong 8 năm làm giám mục tại đây, Đức cha thành công trong việc phát triển giáo phận, ngài quan tâm đến việc đào tạo nhân sự, gia tăng con số các đại chủng sinh từ 42 lên 147, số tiểu chủng sinh tăng từ 200 lên 500. Ngài tổ chức các khóa thường huấn linh mục cho 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế, thành lập và phát triển các hội đoàn giáo dân, phong trào công giáo tiến hành như phong trào công lý và hòa bình, cơ silos, focolare, hướng đạo, cộng đoàn La Vang, tu hội hy vọng. Ngài cũng cho thiết lập hội đồng giáo dân từ giáo xứ lên giáo phận, hình thành và phát triển trung tâm văn hóa Trảng tại Phan Giang năm 1968. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cho phổ biến nhiều thư chung với các chủ đề tỉnh thức và cầu nguyện năm 1968, vững mạnh trong đức tin để tiến bước trong an bình năm 1969, công lý và hòa bình năm 1970, sứ vụ Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta năm 1971, kỷ niệm 300 năm năm 1971, năm Thánh Canh Tân và Hòa Giải năm 1973. Đức cha Nguyễn Văn Thuận đã thuyết trình đề tài các vấn đề chính trị tại Á Châu và những giải pháp liên hệ. Trong khuôn khổ Hội nghị Liên hội đồng Giám mục Á Châu họp tại Manila, Philippines vào ngày 24 tháng 11 năm 1970. Cũng trong năm 1970, nhân kỷ niệm 300 năm Đức Giám mục Lambert Zella Motte đến giáo phận Nha Trang, Đức cha Nguyễn Văn Thuận đã thiết lập chủng viện Lâm Bích. Trong đó, Lâm Bích là tên Việt hóa của từ tên gốc Lambert, tên của Đức Giám mục Lambert Zella Motte. Ngày 18 tháng 11 năm 1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã gửi thư cho Đức cha Nguyễn Văn Thuận nhân dịp kỷ niệm 300 năm giám mục tông tòa đầu tiên đặt chân đến vùng đất thuộc giáo phận Nha Trang. Từ năm 1971 đến năm 1975, Đức cha Nguyễn Văn Thuận được chọn làm cố vấn Hội đồng Giáo Hoàng về giáo dân. Trong giai đoạn này, ngài cũng có dịp học tập kinh nghiệm về sinh hoạt mục vụ với chế độ cộng sản từ Đức Tổng Giám mục Krakow, người Ba Lan, tức là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau này. Ngoài ra, Đức cha Nguyễn Văn Thuận cũng được bổ nhiệm làm cố vấn và thành viên của Bộ Truyền giáo, nhận trách nhiệm đến thăm và giám sát các chủng viện tại một số quốc gia ở châu Phi. Ngài còn là thành viên của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Tháng 7 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập Hội đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm,
một hội đồng phối hợp với các cơ quan từ thiện công giáo nhằm hỗ trợ các dự án phát triển nhân bản với phạm vi toàn thế giới. Hội đồng này hỗ trợ Việt Nam thông qua Tổ chức Hợp tác để Tái thiết Việt Nam, viết tắt là COREV. Tổ chức này hình thành nhờ sự hợp tác của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam và Giám mục các quốc gia khác. Đức cha Nguyễn Văn Thuận với cương vị Chủ tịch Ủy ban Phát triển thuộc Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam được trao trọng trách điều hành COREV. Việc điều hành này thực tế đã chi phối việc quản lý giáo phận Nha Trang của Đức cha. Ngài thường phải đi lại giữa Sài Gòn và Nha Trang do trụ sở tổ chức tọa lạc tại Sài Gòn. Tổ chức này đã hỗ trợ nhiều dự án xây nhà, xây trường và các công trình khác tại Việt Nam. Trong Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam, Đức cha Nguyễn Văn Thuận từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Việt Nam, phụ trách Ủy ban Di dân. Ngoài ra, Ngài cũng cộng tác trong việc thành lập Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Ngày 7 tháng 1 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa mất quyền kiểm soát tỉnh Phước Long, địa điểm có vị thế cửa ngõ tiến vào thành phố Sài Gòn. Nhận định tình hình quân sự phức tạp, không sứ tòa thánh Henry Lemaître trao đổi với Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình về việc cần bổ nhiệm một Tổng Giám mục phó. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục phó của Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Do Đức cha Nguyễn Văn Thuận là cháu trai của ông Ngô Đình Diệm, cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, và việc bổ nhiệm chỉ xảy ra vài ngày trước khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chính quyền cho rằng việc bổ nhiệm này là âm mưu của Vatican và các đế quốc, nhưng Đức cha Nguyễn Văn Thuận đã bác bỏ cáo buộc trên. Ngày 27 tháng 6 năm 1975, Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn ra định công bố quyết định không cho Đức cha Nguyễn Văn Thuận hoạt động tôn giáo tại thành phố. Trong cuộc họp kéo dài từ 15 đến 19 giờ, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã tiếp xúc với 3 cán bộ cao cấp của Ủy ban Quân quản, cùng nhóm những người công giáo yêu nước. Họ cho rằng việc thuyên chuyển một người họ hàng với Ngô Đình Diệm vào Sài Gòn tại thời điểm này là âm mưu của các nước đế quốc. Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn ra định ra thông báo ngày 1 tháng 7, tuyên bố không chấp thuận việc bổ nhiệm đối với Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và yêu cầu Ngài về lại nơi cư trú trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ủy ban Quân quản mở cuộc họp tại nhà hát thành phố để tuyên truyền về âm mưu và buộc tội tân Tổng Giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận. Bị mời đến có khoảng 350 giáo sĩ, tu sĩ. Lúc 14 giờ, hai giám mục của Sài Gòn là Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Tổng Giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận được đưa đến Dinh Độc Lập. Khi đi dọc hành lang để đến phòng họp, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đi trước thì một công an chặn và dẫn Đức cha Nguyễn Văn Thuận rời đi nơi khác. Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình có cuộc hội kiến với tướng Phạm Văn Trà. Khi ra về, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình hỏi về Đức cha Thuận thì nhận được hồi đáp của tướng Trà, như cụ thấy, chế độ này là chế độ cộng sản. Tên Thuận là dòng dõi Ngô Đình Diệm, chúng nó chống cách mạng từ trong trứng chống ra nên không thể để nó ở đây được. Đức Tổng Giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận bị bắt khi trên người chỉ mang một tràng hạt và áo trùng thâm giáo sĩ, Ngài bị đưa đi với cung đường 450 km. Đức cha Nguyễn Văn Thuận cho biết Ngài có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô đơn, mệt mỏi. Nhưng quyết định sống theo tâm tình của Đức Giám mục John Watts từng bị tù tại Trung Quốc, Ngài nói, tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Sau khi bị bắt, Đức cha Nguyễn Văn Thuận bị đưa đến quản thúc tại giáo xứ Cây Vông thuộc xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, nhiều công an cả công khai và chìm theo dõi Ngài. Cũng tại đây, Đức cha đã hoàn thành cuốn sách Đường Hy Vọng, Ngài biên soạn vào các buổi đêm trong tháng 10 và tháng 11 năm 1975 trên những tờ lịch cũ được một bé trai trợ giúp cho Ngài. Ngày 18 tháng 3 năm 1976, Đức cha Nguyễn Văn Thuận bị đưa vào giam ở trại Phú Khánh Nha Trang. Tại trại giam này, Đức cha bị đưa vào một căn phòng không cửa sổ. Căn phòng này nóng ẩm, ngột ngạt, nấm mọc trắng nền và chiếu. Những điều kiện của căn phòng làm cho Ngài dần mất ý thức và mê man. Căn phòng được sắp xếp để có khi được mở đèn sáng như ban ngày, khi lại không có ánh sáng.
Khi trời mưa có những côn trùng bò vào trong phòng, thông qua một lỗ nhỏ dưới vách, nơi tù nhân Nguyễn Văn Thuận đưa mũi vào để hít thở. Tình trạng của Đức cha Thuận tồi tệ, có khi cấp dưỡng đã đưa hai linh mục cùng bị giam đến xem mặt lần cuối vì họ tin rằng ngài sắp chết. Đến ngày 29 tháng 11 năm 1976, Đức cha Nguyễn Văn Thuận bị chính quyền đưa vào giam ở trại Thủ Đức. Ngày 1 tháng 12 năm 1976, ngài cùng nhiều tù nhân khác được lên tàu Hải Phòng, neo đậu tại bến Tân Cảng gần cầu Sa Lộ. Họ được đưa đến trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, tọa lạc tại thung lũng núi Tam Đảo. Sau đó, ngài được chuyển đến nhà giam công an thành phố Hà Nội. Từ ngày 26 tháng 5 năm 1978, tù nhân giám mục Nguyễn Văn Thuận bị đưa ra quản thúc ở giáo xứ Giang Xá, thuộc huyện Hoài Đức. Tại đây, ngài bí mật viết hai cuốn sách. Cuốn thứ nhất là Đường Hy Vọng Dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Vatican II và cuốn thứ hai là Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Ngài đã bị quản thúc tại đây đến tháng 11 năm 1982. Cán bộ tại địa phương bảo vệ nơi đây bị thay đổi liên tục cứ 2 tuần một lần. Do nhiều người có ấn tượng tốt với Đức cha Nguyễn Văn Thuận nên đã bỏ định kiến về người. Tuy không bao giờ bị kết án, nhưng Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị 13 năm tù và quản chế, trong đó có 9 năm biệt giam. Sau khi được ra tù, ngài còn bị quản chế thêm 3 năm. Ngoài ra, em ruột của ngài là ông Nguyễn Văn Thanh cũng chịu cảnh bị giam ở nhiều trại tù cải tạo. Cuối tháng 2 năm 1977, Tòa Thánh mới biết thông tin và loan tin vụ việc Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị bắt giữ. Ngoài ra, các chi tiết về vụ việc này cũng không được công bố. Thông tin từ tờ Catholic News Service cho biết Đức cha Thuận bị giam giữ trong một phòng giam thiếu khí và tối, bị ngược đãi, đánh đập và buộc đứng hàng giờ liền. Tháng 5 năm 1977, có thông tin cho biết chân của ngài đã liệt và ngài mắc bệnh về phổi. Thông tin về sự tôn kính của các tù nhân đối với ngài cũng được lan truyền. Trước khi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 1977, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê và Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình được phép thăm Đức cha Thuận đang quản thúc tại Hà Nội. Từ sau thông tin trước Thượng Hội đồng Giám mục, không có thêm thông tin gì về Đức cha Nguyễn Văn Thuận. Trong tù, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vẫn cử hành thánh lễ cho chính mình và cho những tù nhân khác. Những người đến thăm đã lén chuyển rượu và bánh lễ cho ngài, họ ngụy trang bằng chai thuốc trị đau bao tử. Với những thứ đó, mỗi ngày ngài dùng 3 giọt rượu và 1 giọt nước đổ vào lòng bàn tay để cử hành bí tích thánh thể. Buổi tối, khi ngài và các tù nhân khác phải đi ngủ, họ nằm sát nhau để cử hành thánh lễ, sau đó lén truyền thánh thể cho nhau qua các tấm màn chống muỗi. Họ dùng bao thuốc lá để cất giữ thánh thể. Với việc cử hành thánh lễ trong trại giam, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận đã hỗ trợ nhiều giáo dân quay lại với đời sống tâm linh. Ngài dùng nhà giam làm nơi giảng dạy giáo lý, đưa nhiều người không công giáo gia nhập đạo, cử hành nghi thức rửa tội ngay trong trại tù hoặc sau ngày được trả tự do. Tờ báo The Guardian đánh giá việc giam tù và quản chế Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã khiến ngài trở thành một dạng anh hùng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Trong khi ở trong tù với 5 cai ngục trẻ, cấp trên đã cấm họ nói chuyện với Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận. Ban đầu vệ sĩ được thay đổi sau mỗi khoảng thời gian 15 ngày vì quản lý nhà tù sợ các vệ sĩ có nguy cơ bị thân thiết với Đức cha Thuận nếu để họ ở bên ngài trong thời gian dài. Cuối cùng, họ dừng không thay đổi nữa vì sợ làm như vậy thì toàn bộ lực lượng sẽ bị ngài cải hóa. Đức cha Nguyễn Văn Thuận trò chuyện với cai ngục qua cánh cửa tù. Ngài nói về cuộc sống, các quốc gia khác nhau mà ngài đã đến thăm, nói về gia đình và thời thơ ấu của ngài. Đức cha cũng dạy họ tiếng Anh, tiếng Pháp và một ít tiếng Nga. Một ngày nọ, Đức cha nhờ một cai tù đem một vật dụng gì đó để ngài có thể cắt một cây thánh giá từ một miếng gỗ. Mặc dù tất cả các biểu tượng tôn giáo bị nghiêm cấm, nhưng ngài đã có được một cây thánh giá đeo ngực theo phẩm phục của giám mục. Một lần khác ngài hỏi xin một đoạn dây điện và một cặp kỳ. Trong vòng 4 giờ, ngài đã sử dụng đoạn dây này nắn thành một chuỗi dây chuyền. Cây thánh giá đó về sau được mạ bạc và nó là thánh giá đeo ngực mà ngài vẫn thường sử dụng sau quãng đời còn lại.
ngày 16 tháng 8 năm 1975, một ngày sau khi bị bắt, Đức cha Nguyễn Văn Thuận bắt đầu biên soạn cuốn sách 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cùng viết song song là cuốn Đường Hy Vọng với 1001 câu suy niệm ngắn gọn để giúp giáo dân sống đạo một cách kiên vững trong hoàn cảnh mới của đất nước. Cuốn sách này được đánh giá là một di chúc tinh thần xúc động đối với nhiều người công giáo Việt Nam. Đến năm 1986, cuốn sách mới cơ bản hoàn thành và cho đến năm 1997, Ngài mới viết lời mở đầu cho quyển sách đó. Có lần khi Đức cha Thuận Lâm trọng bệnh, Hội Hồng Thập Tự dàn xếp để đưa Ngài sang Pháp giải phẫu, rồi sau đó đưa Ngài trở lại biệt giam tại miền Bắc Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 năm 1988, một cán bộ đến gặp Đức cha Nguyễn Văn Thuận và yêu cầu Ngài sau khi ăn cơm phải ăn mặc sạch sẽ để đến gặp một vị lãnh đạo. Sau đó Đức cha Thuận được gặp ông Mai Chí Thọ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi được Bộ trưởng Thọ hỏi về nguyện vọng của mình, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận trả lời rằng mình mong muốn được trả tự do ngay lập tức. Chưa kịp để Bộ trưởng phản hồi, Ngài trình bày về thời gian ở tù đã trải dài qua 3 đời giáo hoàng và 4 đời Tổng Bí thư Liên Xô. Bộ trưởng Thọ sau đó chấp nhận nguyện vọng của Đức cha Thuận và trả tự do cho Ngài. Đức cha được đưa đến quản chế tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Năm 1989, các giám mục công giáo Việt Nam dự định chọn Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch hoặc Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Tuy vậy, vì lý do sức khỏe Ngài phải vào điều trị bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ Việt Nam gửi đại diện là ông Nguyễn Tư Hà vào tiếp xúc với Đức cha Nguyễn Văn Thuận và yêu cầu Ngài từ chối tất cả các chức vụ dù chỉ là chủ tịch ủy ban hoặc tiểu ban nếu được bầu chọn. Đức Tổng Giám mục cho rằng nếu được chọn, Ngài không thể từ chối. Vì lý do này, ông Hà đã tham dự phiên họp Hội đồng Giám mục và thông báo Chính phủ Việt Nam không muốn thấy Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận được chọn vào bất kỳ chức vụ nào trong hội đồng. Do thời gian kỳ họp trùng với thời gian phẫu thuật nên Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận không thể tham gia họp và các giám mục không thể bầu chọn Ngài. Cuộc phẫu thuật bị thất bại, Đức cha còn bị nhiễm độc. Sau đó, Đức cha được đưa sang Ý chữa bệnh. Sau vài tuần dưỡng bệnh, Ngài về đến Việt Nam thì bị tịch thu hộ chiếu và tiếp tục bị quản thúc. Tháng 11 năm 1989, Đức cha Thuận mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến và được giải phẫu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Trong thời gian này, Ngài được mời làm thành viên Ủy ban Quốc tế về Di trú và Di dân. Vì bệnh tình nặng kéo dài nên Ngài được cấp phép đến Roma tiếp tục điều trị bệnh. Ngày 21 tháng 9 năm 1991, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rời Việt Nam theo lời đề nghị của một quan chức chính quyền Việt Nam. Trong khi Ngài đang được điều trị bệnh tại Roma năm 1990, chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố Đức cha Nguyễn Văn Thuận không còn được trở lại Việt Nam nữa. Tại Roma, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận là cố vấn chính của Đức Giáo Hoàng và Phủ Quốc Vụ Khanh về mối quan hệ với chính quyền Việt Nam. Ngày 27 tháng 4 năm 1993, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và Đức cha Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, làm cố vấn của Bộ Truyền giáo. Tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được mời làm thành viên Ủy ban Quốc tế về Di trú và Di dân. Sau nhiều lần không đạt được thỏa thuận với chính quyền Việt Nam, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm Phó Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Giáo triều Roma vào ngày 24 tháng 11 năm 1994. Cùng ngày này, Ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về chức vụ này, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II nói với Đức cha Nguyễn Văn Thuận là hiền huynh đến từ một quốc gia chiến tranh và hiền huynh đã bị giam cầm trong 13 năm. Bây giờ, hiền huynh chia sẻ kinh nghiệm đó cho những người dân tại các quốc gia đang chịu đau khổ và bất công. Như vậy, chúng ta có thể thăng tiến công lý và hòa bình và giúp họ tìm hiểu những quyền của họ. Đức cha Nguyễn Văn Thuận quan tâm và hỗ trợ các công tác xã hội từ thiện, các công trình nghiên cứu và phổ biến văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa công giáo Việt Nam nói riêng. Ngài cũng hỗ trợ các công việc trùng tu và xây cất các cơ sở tôn giáo, đào tạo chủng sinh và giáo dân.
Đức cha từng được Bộ Truyền giáo ủy thác công tác kiểm tra các chủng viện tại một số quốc gia châu Phi. Tháng 2 năm 1998, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tham gia sự kiện Ngày Giới Trẻ tại Anaheim Convert Center, California, Hoa Kỳ. Tại sự kiện này, Ngài đã có bài phát biểu song ngữ Anh-Việt. Sau 4 năm làm việc tại Ủy ban Công lý và Hòa bình, ngày 24 tháng 6 năm 1998, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được chọn làm Chủ tịch Ủy ban này, thay thế cho Đức Hồng Y. Roger Echegaray. Ngày 20 tháng 8 năm 1988, nhân dịp tham gia sự kiện kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang tại thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ, Đức cha Thuận tuyên bố thành lập Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Ngày 18 tháng 11 cùng năm, Đức cha Nguyễn Văn Thuận với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Ngài kêu gọi giảm hoặc xóa nợ cho các quốc gia Trung Mỹ bị ảnh hưởng bởi cơn bão xoáy Mitch tàn phá. Ngài đã gửi lời cảm tạ các quốc gia thực hiện đề nghị và nhắc nhở về bổn phận của các quốc gia đang vay nợ. Trong mùa chay năm 2000, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận nhận lời mời từ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giảng tĩnh tâm mùa chay cho Giáo triều Vatican. Trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, từ chiều ngày 12 tháng 3 đến 18 tháng 3 năm 2000, Ngài giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và các thành viên Giáo triều Roma. Những bài giảng của Ngài được in thành sách Chứng nhân Hy vọng, sách này được phát hành với ít nhất 12 ngôn ngữ. Khi Đức Giáo Hoàng gặp Đức Cha Thuận trong buổi chiều yết riêng và đã tặng Ngài một chén thánh. Trong thời gian đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Đức Cha Nguyễn Văn Thuận hỗ trợ các khu vực nghèo khó nhất trên thế giới. Hội đồng Công lý và Hòa bình ghi nhận Đức Hồng Y. Nguyễn Văn Thuận đã làm chứng cho hòa bình và hy vọng của các dân tộc. Ngày 11 tháng 5 năm 1996, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Đại chủng viện Notre Dame ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận được tặng thưởng nhiều huân chương khác nhau vì đời sống chứng tá và các hoạt động xây dựng công lý và hòa bình. Ngày 9 tháng 6 năm 1999, tại Tòa Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh, Chính phủ Pháp đã trao tặng Ngài huy chương Commendeur de l'Ordre National du Mérite. Ngày 12 tháng 12 năm 2000, tại Tòa Thị Chính Roma, Hiệp hội cùng nhau xây dựng hòa bình đã trao tặng huy chương vinh danh Ngài. Ngày 20 tháng 10 năm 2001, tại Torino, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận được trao tặng huy chương hòa bình do Hiệp hội Truyền giáo của giới trẻ. Ngày 9 tháng 12 năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu G. Donati cũng đã trao tặng Ngài Giải thưởng Hòa bình năm 2001. Ngày 21 tháng Giêng năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng tước vị Hồng Y cho Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cùng với 36 tân Hồng Y khác. Với việc công bố quyết định thăng tước vị Hồng Y, tân Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trở thành Hồng Y bậc phó tế đầu tiên người Việt Nam và là Hồng Y thứ tư là người Việt Nam. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, nghi lễ nhận tước vị Hồng Y được cử hành và Ngài chính thức trở thành Hồng Y phó tế hiệu tòa nhà thờ Santa Maria della Scala. Một bài nghiên cứu trên hãng truyền thông BBC đã nhận định Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một trong những Hồng Y có sức ảnh hưởng ngay cả khi Ngài không phải là giáo hoàng. Trong số phát hành ngày 21 tháng 2 năm 2001, tờ báo The Los Angeles Times đã dự đoán danh sách 14 vị Hồng Y, có nhiều khả năng kế vị Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong đó có Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Giữa tháng 3 năm 2001, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tham gia sự kiện Công lý Hòa bình, giải quyết các vấn đề xã hội tổ chức tại Tổng giáo phận Los Angeles. Vài tháng sau khi được phong tước Hồng Y, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng đã chỉ định các tân Hồng Y vào các thánh bộ của Giáo triều Roma. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được bổ nhiệm làm thành viên thánh bộ phụng tự và kỷ luật bí tích và bộ giao giảng tin mừng. Ngày 14 tháng 5 cùng năm, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được chỉ định làm thành viên Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân. Sau khi Việt Nam nới lỏng các hạn chế về việc nhập cảnh, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã trở về Việt Nam thông qua các thủ tục dành cho công dân ngoại quốc. Với thời gian bị cầm tù, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trải qua tổng cộng 7 lần phẫu thuật, trong đó 3 lần khiến Ngài suýt mất mạng.
Vào lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 9 năm 2002, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma do bệnh ung thư ruột, một dạng ung thư hiếm gặp. Trong những ngày cuối đời, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mất khả năng nói, nhưng ngài vẫn giữ được sự thanh thản. Trong chúc thư tinh thần, Đức Cố Hồng Y khẳng định, tôi thanh thản ra đi và tôi không giữ lòng oán hận nào đối với ai. Sau sự kiện Đức Hồng Y qua đời, chính quyền Việt Nam gửi lời chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y hiện sinh sống tại Việt Nam và hứa sẽ cứu xét hỗ trợ visa cho họ đến Roma tham dự tang lễ của ngài. Trong những tuyên bố đầu tiên về sự qua đời của Đức Cố Hồng Y, Tòa Thánh loan tin, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ca ngợi Cố Hồng Y là người luôn đặt niềm tin vào giáo hội công giáo, kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Trong khi đó, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình Gianpaolo Grimaldi công bố với giới truyền thông rằng một vị thánh vừa qua đời. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cử hành trọng thể vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2002 với 4.000 người tham dự, trong đó có 4 Hồng Y và 130 giám mục cùng với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong số các giám mục tham dự thánh lễ an táng có sự hiện diện của 5 giám mục Việt Nam gồm Đức Tổng giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục giáo phận Phát Diệm và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, giám mục phó giáo phận Nha Trang. Trong thánh lễ an táng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhận xét về Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như sau: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta, nơi con người của Đức Hồng Y, một tấm gương sáng ngời về đời sống tín hữu Kitô, phù hợp với đức tin đến độ tử đạo. Ngài đã hiểu nền tảng của đời sống Kitô hữu là chọn một mình Chúa mà thôi, như các vị tử đạo Việt Nam đã làm trong những thế kỷ trước. Chúng ta được mời gọi giao giảng cho tất cả mọi người tin mừng hy vọng và Đức Hồng Y giải thích rằng chúng ta chỉ có thể chu toàn ơn gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt dù phải chịu những thử thách cam go nhất. Sáng ngày 21 tháng 9, thi hài Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được đưa đi an táng tại phần mộ của các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô. Khu phần mộ này thuộc nghĩa trang Verano của thành phố Roma, Campo Verano. Tham dự nghi lễ an táng có bạn thân Cố Hồng Y là Đức Hồng Y Bernard Law, 5 giám mục người Việt Nam, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình Gianpaolo Grimaldi và hơn 1.000 tu sĩ, giáo sĩ cùng thân nhân người quá cố. Nghĩa trang này là nghĩa trang chôn cất các nhà trí thức, các diễn viên, nghệ sĩ. Đây là một nghĩa trang lớn và được nhận định là nghĩa trang tốt nhất tại Ý. 10 năm sau đó, khi thi hài của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được cải táng về nhà thờ hiệu tòa của ngài là nhà thờ Đức Mẹ Scala ở trung tâm Roma, sáng ngày 8 tháng 6 năm 2012. Tại tu viện Celestinen Kohn, hiện tại có căn phòng dành riêng để lưu giữ những hình ảnh cùng kỷ vật của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và cũng tại nhà dòng này, ngài đã sống trong thời gian lâu nhất và ngài đã cử hành thánh lễ cùng các thành viên nhà dòng tại nhà nguyện tu viện. Năm 2006, Đức Hồng Y Renato Raphael Martino thăm dò ý kiến các tổng trưởng thánh bộ và các chủ tịch hội đồng thuộc giáo triều Roma. Kết quả cho thấy, tất cả đều tán thành công việc xúc tiến án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngày 16 tháng 9 năm 2007, Giám mục Gianpaolo Grimaldi, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, công bố kinh xin ơn Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như sau. Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù được ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh dưới bóng che chở hiền mẫu của mẹ Maria đã rèn luyện ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho hội thánh và toàn thế giới về sự hiệp nhất và tha thứ cũng như về công lý và hòa bình. Con người dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử giám mục của ngài tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sức sống nồng ấm của đức ái. Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thành ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang cầu khẩn với niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen.
Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên chân phước và tuyên thánh cho cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Cùng ngày, từ dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, trong buổi chiều yết, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã nói: "Tôi vui mừng nhân cơ hội này để một lần nữa nêu lên chứng tá đức tin sáng ngời mà vị mục tử anh dũng này đã để lại cho chúng ta." Đức Hồng y Francisco Xavier đã được vị tiền nhiệm do An Paulo II đáng kính của tôi bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Ngài đã soạn thảo bản thoát yếu giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Làm sao quên được những nét nổi bật về sự đơn sơ và thân thiện của Ngài? Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận là một con người của hy vọng. Ngài sống bằng hy vọng, Ngài phổ biến niềm hy vọng cho tất cả những ai Ngài gặp gỡ. Đức Giáo Hoàng có các cuộc gặp gỡ với các thành viên Ủy hội Công lý và Hòa bình, thân nhân cố Hồng y và đại diện cộng đồng giáo dân gốc Việt tại Roma. Đây là lần đầu tiên có một hồ sơ để tuyên chân phước của Giáo hội Công giáo Việt Nam về một nhân vật không liên quan đến việc tử đạo. Cáo thỉnh viên được tòa thánh chuẩn bị là nữ luật sư Silvia Monica Corio. Thủ tục điều tra để tuyên chân phước và thánh khởi sự sau cái chết của chủ thể sớm nhất là 5 năm và trường hợp của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận không là ngoại lệ. Tuy vậy, cố Hồng y là một trong những nhân vật hiếm hoi được bắt đầu tiến trình tôn phong sớm do việc này được tiến hành chỉ ít năm sau khi Ngài qua đời. Vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2010, Đức Hồng y Peter Tobson đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala. Tham dự thánh lễ có các thành viên thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, các Hồng y, các giám mục, linh mục, thân nhân và bạn hữu của cố Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tiếp đến, vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, tại phòng hòa giải trong dinh Laterano ở Roma, một phiên họp chính thức mở cuộc điều tra án tuyên chân phước và tuyên thánh cho cố Hồng y. Sau thời gian tìm các thông tin, tài liệu về cố Hồng y, nghi thức bắt đầu bằng một bài thánh ca, sau đó là việc đọc biên bản. Tiếp đến, Hồng y Agostino Valini, giám quản giáo phận Roma tuyên bố chính thức mở án điều tra. Giáo phận Roma, do là nơi sinh sống cuối đời của Đức Cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cũng là nơi điều hành vấn đề nghiên cứu tuyên thánh cho Ngài. Tính đến tháng 9 năm 2011, Ủy ban điều tra án phong thánh đã thu nhận lời khai của 120 người. Ủy ban lịch sử tham gia vào quá trình nghiên cứu và soạn lại các tài liệu liên quan đến Cố Hồng y. Tuy vậy, các dự án trên chưa được hoàn tất. Trong thời gian này, còn một dự án khác là di rời thi hài cố Hồng y từ nghĩa trang Verano vào thánh đường Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của cố Hồng y. Giai đoạn 2012, cáo thỉnh viên tuyên thánh cho cố Hồng y là tiến sĩ Wadery Hughes. Giữa tháng 2 năm 2012, tờ quan sát viên Roma L'Osservatore Romano thông báo đề nghị những cá nhân còn lưu giữ các chứng tử, các thông tin thuận lợi hoặc bất lợi về cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận liên lạc để thông báo với tờ báo trên. Thời điểm này, cáo thỉnh viên của vụ tuyên thánh vẫn là bà Silvia Monica Corio. Phái đoàn tòa án giáo phận Roma dành nhiều thời gian cử các phái đoàn tìm gặp các nhân chứng có liên hệ đến cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận tại các quốc gia như Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Úc. Phái đoàn dự định dành thời gian đến Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn lần lượt đến thăm các giáo phận, Tổng giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Nha Trang, Tổng giáo phận Huế và Tổng giáo phận Hà Nội. Trong văn thư ấn ký ngày 1 tháng Giêng năm 2012, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh loan tin, nếu có bất cứ người nào muốn làm chứng trước phái đoàn, cần ghi danh bằng văn bản và gửi đến linh mục Nguyễn Thanh Tùng. Các phép lạ công giáo do sự chuyển cầu của cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn cũng đề nghị báo tin cho linh mục Nguyễn Thanh Tùng. Cùng ngày, tòa giám mục Nha Trang cũng đưa ra thông cáo của Đức cha Giuse Võ Đức Minh về vấn đề này. Đức cha Giuse Võ Đức Minh cho thành lập một ban phụ trách có nhiệm vụ tìm hiểu và phổ biến đời sống của cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Ngày 6 tháng Giêng cùng năm, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân ấn ký văn thư cùng nội dung. Các chứng nhân muốn gặp mặt phái đoàn cần báo tin qua linh mục Nguyễn Xuân Thủy. Tiếp nối các giáo phận trên, Tổng Giáo phận Huế ban hành thông cáo ngày 22 tháng Giêng năm 2012.
của Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể loan tin về chuyến viếng thăm của phái đoàn và thành lập một ủy ban để chuẩn bị. Cuối tháng 3 năm 2012, Asia News và Thông tấn xã Pháp loan tin chính quyền Việt Nam đã hủy bỏ visa phái đoàn điều tra án Phong Thánh, dự định đến Việt Nam để gặp gỡ các nhân chứng từng biết cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thông tin từ văn phòng Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, dòng Chúa Cứu Thế và Tòa Thánh cách gián tiếp qua Đức Hồng Y Peter Tocson tái xác nhận thông tin này. Nguồn thông tin cho biết, ban đầu chính quyền Việt Nam chấp nhận cấp visa cho phái đoàn, tuy vậy sau đó rút lại sự chấp nhận này. Trước biến cố này, nhiều tín hữu công giáo đã lên án động thái trên và nhận định đây là một hành vi vi phạm tự do tôn giáo. Ngày 5 tháng 7 năm 2013, người công giáo Việt Nam tổ chức lễ bế mạc của các giai đoạn giáo phận trong tiến trình tuyên chân phước cho cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Mặc dù ngài chưa được tuyên thánh, nhưng nhiều tín hữu Việt Nam đã coi ngài là một vị thánh và xem ngài như một biểu tượng của giáo hội Việt Nam. Trưa cùng ngày, Đức Hồng Y Agostino Valeni, giám quản giáo phận Roma, chủ sự thánh lễ bế mạc tiến trình điều tra cấp giáo phận về tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngoài Đức Hồng Y Valeni, còn có năm Hồng Y, một số giám mục khác. Về phía Việt Nam có Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, và Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang. Giáo hữu gốc Việt Nam đến từ các quốc gia như Pháp, Hoa Kỳ, Australia cũng tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, tiến trình tuyên chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị chính quyền Việt Nam phản đối và cản trở. Có ý kiến từ giới trí thức công giáo người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng trình án tù kéo dài mà Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận phải chịu sau năm 1975 ở Việt Nam là một vấn đề. Chính quyền đã ngăn chặn nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức, một nhân chứng trong tiến trình phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi ông đang lên máy bay đi Roma. Theo lời mời của Tòa Thánh Vatican để tham dự thánh lễ bế mạc phần điều tra tại địa phương, trong hồ sơ phong chân phước và hiển thánh cho Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, ông Nguyễn Hoàng Đức là cựu quan chức Việt Nam từng gặp gỡ với Đức cố Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Theo ông Đức, có 3 sự lạ đã diễn ra cho ông khi tiếp xúc với Đức cố Hồng Y, giúp ông chuyển sang công giáo, chữa lành bệnh cho ông và chia sẻ về một sự kiện tương lai. Ngày 2 tháng 5 năm 2017, Ủy ban Hồng Y và Giám mục thuộc Bộ Tuyên Thánh tại Vatican đã vừa biểu quyết chấp nhận án tuyên thánh của tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Đức giáo Hoàng Francisco phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên Thánh, tiến thêm một bước trong án tuyên thánh cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đức giáo Hoàng tuyên bố Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là đấng đáng kính. Sau giai đoạn này, cần có phép lạ với sự chuyển cầu của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Phép lạ chữa bệnh cần được xác minh là không thể lý giải về mặt khoa học. Nếu có phép lạ xảy ra, một đơn sẽ gửi đến Ủy ban Thần học để thẩm định. Thánh bộ Vatican sẽ xem xét hồ sơ và nếu mọi việc thuận lợi thì ngài có thể sẽ được tuyên chân phước và sau đó cũng có thể được tuyên thánh. Jean Mary Smith, chủ tịch hiệp hội bạn hữu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho biết, đã có 3 phép lạ được xem là của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong đó có một nữ tu bị mù đã được sáng mắt. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mà chúng con tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung, xin vui lòng cung cấp cho chúng con bằng cách comment vào phần bình luận dưới video. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước và phong thánh của Đức cố Hồng Y Francisco Xavier sớm được hoàn tất. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh.